Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói với anh chị em biết là lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng. Ngài nói với người trai trẻ giàu có làm quan, hãy bán hết gia tài của mình đi phân phát cho kẻ nghèo để ngươi có sự giàu có ở trên thiên đàng. Không phải bán hết gia tài phân phát cho mọi người để ngươi nghèo, nhưng mà để ngươi chung tài sản giàu có với ta ở trên thiên đàng. Ngài không nói với bạn và tôi dâng tiền để mà làm nghèo mình đi, nhưng Ngài nói với chúng ta biết rằng các con ơi, cuộc sống của các con tại quê Việt Nam còn biết cái nguyên tắc đó, đó là nguyên tắc máy bơm con chuột hay là cái máy bơm gì đó đó mà phải đổ một số nước vào đó, giật cần đó, thì mà nó bạch 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 nó mới đổ nước từ ao vào ruộng nhà bạn. Anh chị em có bao giờ nhìn thấy máy bơm đó chưa? Chưa. Ok, nó có loại máy bơm đó là máy bơm gì? Máy bơm con chuột hay máy bơm gì? Dạ. Nó phải đổ vào đó một xô, có một cái lỗ. Rồi sau đó giật cái cần. Nó nổ bật 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 bật, nếu không có nước là không có cái gì hết. Nó có thể vỡ động cơ, nhưng phải có nước trước thì nó mới hút nước từ ruộng, à từ ao đổ vào ruộng lúa nhà bạn. Amen. Amen. Có một anh chàng đi thám hiểm ở sa mạc Sahara. Khát nước quá rồi. Ước ao, anh ta còn thậm chí nhìn thấy nhiều hồ nước đang ở trước mặt chạy lại gần, thì đó chỉ là ảo ảnh thôi. Đang chuẩn bị sắp chết rồi, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy có một cái cần ở trên đó treo một cái chai nước. Và anh ta nhìn cái chai nước chuẩn bị khát quá, chuẩn bị uống, bỗng nhiên có một dòng chữ ở đằng sau cái chai đó: đừng uống nước này, trước khi muốn được thỏa mãn hãy đọc kỹ cái bảng này rồi mới dùng nước. Anh ta dừng lại, đọc thật kỹ. Ở trong đó nói rằng hãy dùng cái này, đổ vào cái lỗ này, giật cái cần này thì nước sẽ chảy ra. Uống thoải mái, tắm thoải mái, lấy nước thoải mái. Và nhớ đựng một cái chai đó lại treo lại chỗ cũ. Và anh ta làm theo y chang như vậy, đổ chai nước đó vào trong cái lỗ đó, giật cần nước. Sau đó khoảng 10-15 phút sau, úc, đầu tiên chưa có đâu nhá, nó phải kéo, nó phải lâu. Úc, đầu tiên có dươm. Úc, tuôn ra từ trên cái lỗ, từ trên nó rơi xuống nước. Xuống anh tắm, anh uống, anh đựng nước thoải mái. Và trước khi anh ấy rời khỏi đó, anh suýt là quên, anh nhớ lại. Và bây giờ anh mới hiểu rằng cái người trước mình cũng đã từng như mình bây giờ. Nếu mà anh ta quên không đựng cái chai nước đó, mình đã chết rồi. Nếu anh ta tham, anh ta uống luôn cái chai nước đó thì không có đủ nước để đổ làm mồi cho nước hút ở dưới đất lên. Thành ra vì người đi sau, anh ta đã lại hứng một chai nước đó, treo trở lại chỗ cũ, không giật cái bảng kia đi để cho ai đó đằng sau mình có thể sống sót được. Mọi người hiểu không? Bởi vậy cho nên cuộc sống của tôi và bạn không những chỉ nhận phước cho bản thân mà còn nghĩ cho cả người sau nữa. Amen. Không phải là chỉ có người sau thế hệ bạn mà còn cả thế hệ sau nữa, và thế hệ sau sau nữa. Bố tôi hay gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau, và bố tôi nói rằng thế nào, hai thằng cháu đang đi học à, cuộc sống nó ra làm sao. Nhiều khi tôi cũng hơi bực, tôi bảo ông chỉ hỏi con tôi còn ông không hề hỏi con ông. Và ông ấy cũng đùa, ông nói rằng tôi thích con anh. Bảo nếu mà ông thích con tôi mà không thích con ông thì tôi cũng không thích con tôi. Đùa nhau như vậy. Và sau đó khi trò chuyện, bố tôi mới nói rằng bố muốn nói với Hùng một điều: thế hệ của các con là niềm tự hào, là vinh hiển của bố mẹ, nhưng con của con hay là cháu của ông, nó là tương lai của ông, chứ không phải các con là tương lai nhá. Các con là niềm tự hào và vinh hiển của cha mẹ, nhưng cháu của họ mới là tương lai của họ. Người ta xác định sự dạy dỗ của chúng ta như thế nào là thường xem đời cháu cả, đời con chưa chắc. Nếu như cháu của tôi mà không đi tiếp con đường lối của tôi, có nghĩa là sự dạy dỗ của tôi sai rồi. Nó chỉ dừng lại đến mức độ con của tôi thôi, còn thằng con không truyền lại những gì tôi dạy cho con tôi, cho cháu nó, cho con nó. Và như vậy tôi đã thất bại. Thế nên có một câu nói: sự thành công của bạn ngày hôm nay không có kẻ kế thừa, đó là sự thất bại.
Và đó là sự mở đầu của bài giảng. Bạn được Chúa cứu để lãnh đạo. Hãy quay sang người lân cận nói rằng bạn được Chúa cứu để trở thành người lãnh đạo. Amen, hallelujah. Hiện nay thế giới đang la hét, báo chí đang nói nhiều về sự khủng hoảng thiếu. Thiếu dầu, thiếu nước sạch, thiếu gạo, thiếu điện, thiếu tiền, thiếu biển, thiếu đất, thiếu tài nguyên khoáng sản, thiếu người làm việc. Nhưng chung quy lại tất cả những sự thiếu đó thì nó đến từ một sự thiếu quan trọng hơn. Đó là thiếu người lãnh đạo. Người ta nói rằng thiếu người lãnh đạo sẽ dẫn tới thiếu người đi theo người đó. Và nếu thiếu người đi theo người đó thì hậu quả của nó dẫn tới sẽ lại thiếu những người lãnh đạo. Bởi vậy cho nên Chúa Giêsu, Ngài đã biết được hay là Ngài đã chuẩn bị trước? Trước khi Ngài lên thập tự giá 3 năm, Ngài đã trang bị, Ngài đã lựa chọn những kẻ kế thừa. Hội thánh này, nếu chúng ta không nghĩ tới thanh thiếu niên, ai sẽ là người kế thừa, tiếp tục khải tượng? Ai sẽ là người tiếp tục làm công việc của tôi và bạn? Thì coi như thành công ngày hôm nay hay 1.000 người thì trong vòng khoảng 5 năm sau đó nó sẽ tan thành mây khói. Bạn ơi, đừng bao giờ ước ao và lao theo điều lớn mà quên không chuẩn bị những con người gánh vác những công việc sau khi sau này bạn để lại. Hãy cùng tôi giờ thánh kinh để minh họa được cho bạn hiểu một điều. Tất cả những thiếu dầu, thiếu nước, thiếu gạo, thiếu điện, thiếu tiền, thiếu hay là khủng hoảng thiếu đó là do thiếu người lãnh đạo. Nếu thiếu người lãnh đạo sẽ dẫn đến thiếu người đi theo. Nếu thiếu người đi theo thì hậu quả sẽ không có người lãnh đạo. Trong mỗi một lĩnh vực, gia đình, hội thánh, thương trường, chính trị, xã hội, trường học, chính phủ đang kêu cứu, chúng tôi thiếu lãnh đạo. Nào hãy cùng tôi giờ sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 11. Châm Ngôn đoạn 11 câu 11. Hallelujah. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng con nhận biết lời của Ngài và lời đó giải phóng chúng con. Nhờ người ngay thẳng chúc phước cho thành được cao trọng, song tại miệng kẻ tàn ác, tà ác, nó hay là thành đó bị đánh đổ. Nhờ người ngay thẳng chúc phước thì thành được cao trọng, song tại miệng kẻ tà ác, nó sẽ bị đánh đổ. Cái thành này có thể là cuộc đời của bạn, cái thành này có thể gia đình của bạn, cái thành này có thể là đất nước của bạn, cái thành này có thể thành phố bạn đang sống, cái thành này có thể là khu siêu thị bạn đang làm việc, cái thành này có thể đường xá giao thông đi lại của bạn, cái thành này có thể là thương trường, cái thành này có thể là hội thánh, cái thành này có thể là môi trường bạn đang sống. Nếu như chúng ta chỉ rủa xả mà không chúc phước thì càng ngày nó càng tồi tệ. Anh chị biết tại sao nước Nga, nước Việt Nam đến bây giờ vẫn bị tắc đường không? Bởi vì mỗi một lần tắc đường, ở bên Nga người ta nói rằng thường có 3 đến 4 triệu người đang nằm ở trên đường. Mất tiếng 2 tiếng, mỗi một tiếng đồng hồ là 8 euro hay là 8 đô la. Thì mỗi một tiếng, mỗi một ngày nước Nga đã mất bao nhiêu triệu đô la ở ngoài đường rồi. Thế là chưa kể mỗi một giọt dầu rơi xuống nó làm hư 600 lít nước sạch khác. Bởi vậy cho nên khi mà họ tắc đường, trời nóng như vậy, mọi người biết miệng họ hát không? Họ ca ngợi thị trưởng thành phố không? Không, họ chửi toán loạn, họ chửi bọn tham nhũng, họ chửi từ thủ tướng, từ chủ tịch nước, tổng thống cho tới những ông công an đứng cầm cái gậy vẫy vẫy như vậy mà chả làm gì. Họ chửi thằng bên cạnh, họ chửi thằng trước, họ chửi thằng sau, tại sao mày hú còi, tại sao mày chặn đường. Họ bắt đầu tập chửi nhau, rủa xả. Thì làm sao cái thành đó có thể vững nổi? Lời rủa xả còn mạnh hơn cả bom nguyên tử nữa. Thế là lời Chúa nói rằng người ngay thẳng chúc phước cho thành phố thì thành phố sẽ được cao trọng và bền vững. Còn người tàn ác rủa xả thì thành đó sẽ sụp đổ. Gia đình cũng theo cái mẫu này. Gia đình của bạn cần được nghe những lời chúc phước, lời tích cực hơn là những lời rủa xả. Châm Ngôn 28 câu 2. Tại vì xứ phạm tội ác nên có nhiều vua chúa, nhưng nhờ người thông sáng có trí hiểu biết, sự vững vàng của nước sẽ còn lâu dài.
Bà nói rằng mục sư ơi, sao lại chọn hai câu kinh thánh này không liên quan gì tới lãnh đạo? Ở đây cho bạn nhìn thấy lượng người công bình trong thành phố, lượng lời của những người công bình chúc phước nó ảnh hưởng tới thành phố và đất nước như thế nào. Và lượng đó phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của người lãnh đạo mà dẫn dắt họ. Người lãnh đạo bao nhiêu, nhiều bao nhiêu thì người đi theo họ lớn gần đó. Càng nhiều người lãnh đạo được ban phước thì số lượng người đi theo những con người đó đều được ban phước. Và như vậy thành phố sẽ đông người được phước hơn, và sự ban phước, sự chúc phước từ môi miệng của họ nhiều hơn trên thành phố đó. Bản dịch Kinh Thánh năm 2011 đọc như sau: khi đất nước biến loạn thì lắm người xưng mình là người lãnh đạo, nhưng nhờ người lãnh đạo sáng suốt và tri thức, xứ sở được ổn định. Bởi vậy cho nên anh chị em, người lãnh đạo quan trọng. Có người lãnh đạo sẽ có người đi theo, không có người lãnh đạo sẽ không còn ai đi theo nữa. Thành ra Chúa Giêsu nói rằng bắt người chăn chiên thì bầy chiên sẽ tản loạn, ma quỷ tấn công vào người chăn chiên, để không có một người chăn chiên nào thì bầy chiên tản lạc. Đó là sách kế của ma quỷ. Bởi vậy cho nên anh chị em cần phải hiểu, chúng ta cần nhiều hơn nữa những con người được lãnh đạo. Và ngày hôm nay đó là nguyên nhân dẫn tới bài giảng. Một câu kinh thánh tiếp theo mà Chúa Giêsu dạy trong sách Ma-thi-ơ. Xin lỗi, sách Giăng 17 trước. Giăng 17 câu 4. Trước Chúa Giêsu khoảng gần 200 năm, khoảng hơn 100 năm, có một vị hoàng đế người Hy Lạp rất là giỏi, mà tên của ông ta đã được dựng phim bây giờ đó. Ông ta có tên là Alexander Đại Đế. Ông ta chết trẻ, và ông ta là một người chiến binh và là người vị hoàng đế cực kỳ giỏi, đánh đâu thắng đó, cả Âu Châu ông ta thôn tính hoàn toàn. Ông ta có ước ao là đánh châu Phi và chiếm châu Á nữa. Ông ta đánh châu Á kéo quân thần tốc, mặc dù tướng bên cạnh, những người cố vấn nói: thưa hoàng đế, hay từ từ, bởi vì hoàng đế phóng nhanh quá, lính và tướng không theo kịp được hoàng đế. Ông nói rằng phải chiếm, ông ta cứ phóng và tiếp tục đánh như vậy. Ông ta đã đánh thẳng tới Ấn Độ, và khi dọc đường quân chết nhiều quá, ông ta mới ngấm lời khuyên và suy nghĩ mình chiếm đất này cho ai, trong khi ở hậu phương tại Âu Châu đang bấn loạn. Ông ta mới quyết định quay trở về để giữ hậu phương. Và dọc đường trở về tới Ai Cập, ông ta chết đột tử. Và sau cái chết của ông ta, vương quốc của Hy Lạp bị chia năm xẻ bảy, không còn nữa. Và La Mã sau này đã chiếm lại đế quốc của Alexander Đại Đế. Thất bại của ông nằm ở chỗ ông quá giỏi mà lại không biết trao cái giỏi đó cho người khác hay thế hệ sau. Ông ta không hề đào tạo, chỉ đánh trận một mình. Thành ra khi ông ta qua đời, không có những con người kế tục, công sức bao nhiêu đổ tan tành. Bởi vậy anh chị em ơi, Chúa Giêsu của tôi và bạn, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không phải là con người ích kỷ, cho nên Ngài biết được rằng công việc của Ngài 3 năm trên đất này sẽ còn tiếp tục nữa. Nếu như Ngài để lại trên đất này một nhóm người như Ngài, bởi vậy cho nên giá trị của đời sống một con người không phụ thuộc vào bao nhiêu năm bạn sống trường thọ trên đất này, mà giá trị nằm ở chỗ nó có được kéo dài thêm nữa hay không trên đời sống của người khác khi bạn qua đời. Điều đó mới là điều quan trọng. Amen. Amen anh chị em. Sách Giăng đoạn 17 câu 4, lời Chúa nói như sau này: con đã tôn vinh cha trên đất. Hãy nhắc lại cùng tôi từ đã, không phải sẽ và đang nhá. Đây là lời cầu nguyện cuối cùng trước khi Ngài lên thập tử. Chương 14, chương 15, chương 16 Chúa nói về Đức Thánh Linh. Chương 17 Ngài tới nói với cha của Ngài: con đã hoàn thành công việc, dạy xong khoa học đào tạo này rồi, bây giờ con sẽ về với Ngài, con trao lại những con người đã tốt nghiệp vào tay của Ngài. Và Chúa nói: cha ơi, con đã tôn vinh cha trên đất. Đã, sau dấu phẩy là từ đã luôn đấy, chứ không phải là sẽ. Và đã làm xong công việc cha giao cho làm. Câu hỏi:
việc gì mà cha giao cho ngài mà ngài đã làm xong? Chết cho thập tự, đúng, chuẩn bị. Vậy cái gì mà Chúa Giêsu đã làm xong? Cái gì mà ngài đã tôn vinh cha? Chết trên thập tự là cho tôi và bạn, giải quyết cái tội của tôi và bạn, chứ không tôn vinh cha trên đất. Lúc ngài chết, cha ngài khóc, cha ngài lìa bỏ cái đống tội của tôi và bạn chất trên ngài. Vậy cái điều gì mà Chúa Giêsu nói đã tôn vinh cha trên đất? Câu trả lời đến với tôi và bạn ngày hôm nay: Chúa Giêsu xuống trần gian không phải chỉ chết cho tội của tôi và bạn, mà ngài còn có mục tiêu cao cả hơn nữa, đó là đào tạo những con người như ngài, giống như ngài, như ngài, và mang sự sống của ngài trên đất này tiếp theo khi ngài về trời. Amen. Sách Ma-thi-ơ đoạn 9 minh họa rõ hơn trước đó ngài đã nói gì và có liên quan gì tới câu vừa rồi mà bạn vừa được đọc. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng dạy dỗ trong nhà hội và giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Nhìn lại, Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng dạy dỗ trong các nhà hội và giảng tin lành. Có hai từ bạn cần phải để ý: giảng và dạy, 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 giảng và dạy. Giảng là cho đoàn dân, còn dạy cho môn đồ. Giảng là công bố những điều gì ta sẽ làm, ta đã làm, những gì mà tin lành mang tới cho các ngươi. Còn dạy là giải thích cho những môn đồ cách mang những điều đó cho đoàn dân. Cho nên dạy khác với giảng. Chúa Giêsu đi khắp các thành các làng dạy dỗ các nhà hội, giảng tin lành khiến cho nhiều người trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng dạy là trang bị cho con cái Chúa trở thành môn đồ. Giảng để cho người ta tin ngài, còn dạy là biến kẻ tin trở thành môn đồ. Môn đồ là người giống như ngài. Tiếp theo, chữa lành các thứ bệnh tật, đó là ngài đáp ứng nhu cầu của mọi người. Khi ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc, nhưng chiên không có người chăn, không có người chăn, đàn chiên tản lạc. Tiếp theo, ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt tới mùa của mình. Câu này với răng đoạn 17 câu 4 có liên hệ mật thiết với nhau. Sau đó đoạn 10, Chúa lựa chọn 12 sứ đồ để trang bị cho họ môn đồ sau này. Và Chúa nói, bắt đầu từ lúc đó cho tới khi ngài nói răng đoạn 17 câu 4 đó, con đã tôn vinh cha trên đất xong và làm xong công việc cha giao cho làm. Câu trả lời người lãnh đạo rất là cần. Và bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em biết, bạn được cứu, được sinh ra trong nước trời để làm người lãnh đạo. Amen. Ai là người đang làm cha, giơ tay tôi xem. Ai là người đang làm mẹ, giơ tay tôi xem. Ai là người đang làm chồng, làm vợ, giơ tay tôi xem. Amen. Hallelujah. Chúng ta bên trong có khả năng lãnh đạo, có khả năng lãnh đạo. Dường như sự sống này đã dạy tôi và bạn một bài học: bạn luôn luôn có ai đó lãnh đạo bạn, và bạn luôn luôn lãnh đạo ai đó. Một người mẹ buổi sáng ngày hôm nay nói: Khanh, Khanh, dậy khẩn trương, mặc quần áo để đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Chị Phương đang lãnh đạo con của chị. Nhưng khi chị tới hội thánh này thì là có người khác lãnh đạo chị trong những công việc chị đang làm. Mọi người hiểu không? Người mẹ cho con mình bú đang lãnh đạo con mình, nhưng khi tới công xưởng thì lại ông giám đốc đó lãnh đạo con người đó. Trong mỗi một lĩnh vực, chúng ta luôn luôn có ai đó lãnh đạo chúng ta, hướng dẫn chúng ta, và chúng ta hướng dẫn người khác. Bạn có là ông chủ ở chợ Đồng Xuân, có thể đang ngồi ở đây, ông chủ chợ Đồng Xuân, hay là ông chủ giao hàng bán buôn ở chợ Đồng Xuân. Bạn đi xe, chiếc xe thật là đẹp, đi tới chợ Đồng Xuân bị tắc đường. Một binh nhì cảnh sát giao thông người Đức chưa vợ, vừa đứng điều khiển xe, vừa xịt xịt mũi vì cúm ngày hôm qua, trông lũ khụ lắm. Vâng, nhìn thấu vào tim của anh ta, thấy nợ 10.000 chưa trả trong nhà băng,
nhưng mà anh ta vẫn đang làm việc. Một cái bảo bên cạnh đang ế vợ tìm mãi chưa thấy. Nan đề đây người, nhưng mà anh ta cầm cây gậy vắt đường này chặn, phải đi đường khác vì người ta đang đua xe đạp. Và bạn bảo lại phải nghe lời cái anh đó. Bạn bảo không, ông nợ nhá, ông chưa vợ nhá, ông đang bị ốm nhá, ông là binh nhì nhá, tôi là chủ soái đây, đâm thẳng, xin lỗi, tước bằng. Mọi người hiểu không? Và khi người cảnh sát giao thông đó vẫy tay như vậy, chỉ tay để ý hướng kia, bạn phải đi theo. Cái đó là bạn đang được anh ta lãnh đạo trong một moment ngắn. Thành ra chúng ta luôn luôn cần sự lãnh đạo, và vô số những con người cần sự lãnh đạo của chúng ta. Nếu bạn là người được lãnh đạo tốt thì bạn sẽ là người lãnh đạo tốt. Còn bạn không được, hay là bạn không được lãnh đạo tốt, hoặc bạn chống lại sự lãnh đạo, thì bạn sẽ không bao giờ trang bị và lãnh đạo người khác tốt được. Amen anh chị em. Thành ra hãy quay sang lân cận nói rằng chúng ta là mẫu của những người lãnh đạo. Hallelujah. Sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26-28. Có ai là người ngồi ở đây thấy rằng bạn là người cực kỳ mạnh, giơ tay tôi xem nào. Bạn là người mà mạnh đấy. Có một hai người thôi. Tôi nói với bạn biết rằng dù bạn cứ yếu hơn ai ngồi bên cạnh bạn, nhưng sự thật bạn là người cực kỳ mạnh. Từ trong trứng bạn đã được Chúa ban cho bạn khả năng vô địch rồi. Tôi đang muốn cho anh chị em, khơi dậy trong lòng anh chị em một tiềm năng nằm ẩn giật ở bên trong đó lâu ngày bị chôn cất. Khi người nam, người nữ ăn ở tình dục với nhau, khi người nam phóng tinh trùng, thì khoa học nói rằng có khoảng 250 đến 300 triệu con tinh trùng được xuất phát, và chỉ có duy nhất một con chạy nhanh nhất lao được vào trứng. Và khi lao được vào trứng rồi thì trứng của người nữ đóng cửa không cho, có nghĩa là thuyền Noe đóng, và đứa trẻ đó gọi là nam, hoặc là tinh trùng nằm đợi trứng. Những con tinh trùng trước đó đã chết, còn con tinh trùng khỏe nhất, chịu đựng tốt nhất thì đụng được vào trứng ra nữ. Bạn có sức chịu đựng vô địch, bạn có tốc độ vô địch từ trong trứng nước rồi. Bạn có sức mạnh, bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái hạt đỗ nảy mầm mà chọc thủng bê tông chưa? Bạn đặt câu hỏi làm sao lại có chuyện như vậy nhỉ? Cái này tôi búng một cái là gãy. Thế mà đó, ông Trung và ông Cẩn đi sửa đường và lắp cầu đó, nhìn thấy có những mầm đỗ chọc thủng bê tông, chọc thủng đường nhựa. Kinh không? Nếu có cách. Bởi vậy cho nên bạn là kẻ vô địch. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta là kẻ vô địch. Vì sao? Bởi vì Chúa đã phán như lời của Ngài khi tạo dựng ra tôi và bạn. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Tiếp theo, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Câu tiếp theo 28, Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều. Hãy nhắc lại cùng tôi từ sinh sản thêm nhiều. Làm cho đầy dưới đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị. Hãy nhắc lại cùng tôi quản trị. Loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Thấy chưa? Không phải tôi nói nhá, mà lời của Ngài nói về bạn và tôi như vậy đó. Hai điều quan trọng khi tạo dựng ra loài người mới là bạn phải sinh sản thêm nhiều những con người giống y hệt như bạn. Nếu như bạn là người như thế nào thì đẻ ra đứa con giống y hệt như bạn. Lúc Adam và Eva nhận được câu này, họ chưa hề phạm tội. Ở trên họ mặc sự vinh hiển và sang trọng của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng hãy sinh sản những đứa con cháu chắc chút chít giống hệt như các ngươi, có nghĩa là cũng mặc sự vinh hiển y chang như các ngươi đang mặc. Như vậy sắp tới đất này sẽ đầy tràn 7-8 tỷ người, nếu không phạm tội sẽ đầy sự vinh hiển như vậy và giống ta. Điều thứ hai, không có chỉ mặc sự vinh hiển đó để khoe ai mốt hơn ai, mà sự vinh hiển và sang trọng đó để mà lãnh đạo
để mà quản trị cả thế giới này. Trên thế giới này được tạo dựng ra không phải chỉ nuôi 7 tỷ người đâu. Cho nên đừng bao giờ sợ bị chết đói anh chị em ơi. Tất cả sản lượng thóc gạo ở trong tay 20% của tỷ phú trên thế giới này bây giờ đây này, 80% đang chết đói, nhưng sự giàu có đang dồn vào tay 20%. Những con người sống trên đất này, họ sống thừa mứa. Có những nơi mà họ phải thả cả một đống đồ ăn đổ xuống biển để giữ giá, không bị mất giá. Kinh hoàng, cái đó gọi là khủng hoảng thừa. Chúa tạo dựng ra vũ trụ này và con người không phải để chết đói. Bởi vậy cho nên anh chị em, hãy để ý câu này. Bên trong bạn, nếu hội thánh này muốn 1.000 người, nếu hội thánh này muốn nhiều hơn, nếu Việt Nam muốn được phát triển, chúng ta không thể giấu ơn của mình được anh chị em. Phải cho, phải trang bị, phải ban cho người khác điều mà Chúa ban cho bạn. Có một lần tôi nghe được một lời một ông mục sư giảng. Ông nói rằng sự nhận, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không thể dò được như nước đại dương. Còn sự khôn ngoan của bạn, mức độ mà bạn đang có, chỉ giống như cái cốc này thôi. Không ai lấy được cái cốc này để đong hết nước đại dương vào bên trong được. Tôi nghe xong tôi về nhà buồn lắm. Tôi nói rằng Chúa ơi, mục sư đó giảng đúng không? Ngài, sự nhận hiểu biết của Ngài đầy như đại dương, còn chúng con giới hạn như cái cốc này này. Mà con muốn biết Ngài nhiều hơn hơn nữa cơ. Nếu như nó đầy rồi thì coi như hết rồi. Bây giờ Chúa ơi, ông ấy giảng có đúng hay không? Chả nhẽ ở cõi đời đời ngày mai nhận biết Ngài mãi mà không bao giờ đầy cốc này sao? Chúa nói rằng ông ấy nói đúng, nhưng mà con không thể chứa được hết nước đại dương vào cốc của con được. Nhưng con có thể để cho nước đại dương cháy qua con được, nếu con tháo đít cốc, biến cái cốc thủy tinh này thành đường ống. Ta cho ngươi cái gì, ngươi nhận được bao nhiêu, hãy cho môn đồ của ngươi bấy nhiêu, hãy cho những con người mà gặp gỡ ngươi bấy nhiêu. Đừng giấu tà lăng và đừng chôn tà lăng dưới đất. Mọi người hiểu không? Cái này cũng liên quan tới tiền bạc nữa đây. Đừng chứa của cải ở dưới đất, mà hãy để của cải chảy qua bạn. Hãy nhắc lại cùng tôi từ chớ chứa nhưng chảy. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Người giàu, người nghèo ở trên đất này sống giống y hệt như ngồi trên một chiếc máy bay từ Đức về Việt Nam, hạng nhất với hạng nhì. Và người hạng nhất ngồi một ghế to hơn, đẹp hơn, có đồ ăn, có được phục vụ và trông rất hoành tráng. Còn người hạng mà tiết kiệm tiền thì ngồi kia chật chội hơn, đông người hơn, đồ đạc lỉnh kỉnh hơn, rồi nhức đầu hơn, đứa trẻ la hét khóc lóc. Và cái người hạng nhất đi ra lệnh khệnh lạng khảng, lệnh khệnh lạng khảng. Còn những người hạng hai thấy, thấy có vẻ thấy tự ti hơn. Nhưng bạn ơi, hãy nhớ một điều này. Gì thì gì, nó chỉ có 11 tiếng thôi. Không có bao giờ máy bay Vietnam Airlines bay mãi ở trên trời đâu. Bay mãi hết xăng là chết cả lút. Chỉ 11 tiếng thôi sẽ hạ cánh. Và người giàu, người nghèo, hạng nhất hay hạng hai cũng đi xuống một cửa như nhau. Amen. Cũng đi vào một cửa sân bay như nhau. Và bây giờ mới quan trọng, ai đón bạn ở ngoài sân bay mới là quan trọng. Cái gì đang đợi bạn ở sân bay mới là quan trọng. Còn cái gì ở trên máy bay không quan trọng bằng cái gì đang đợi bạn ở sân bay. Nếu như bạn xuống sân bay đang xoáy mà ba cô bồ nhí, hai bà vợ thật đang cầm dao đứng là xong rồi. Bởi vậy cho nên cuộc đời này giống như chết ngồi trên chiếc máy bay vậy. Hạng nhất hay hạng hai thì sớm muộn gì nó sẽ phải hạ cánh. Cho nên anh chị em ơi, hãy nhớ, đừng tậu cái gì cho máy bay. Đừng mua ảnh, đừng mua tivi, đừng trang bị cái gì cho quý giá trên máy bay 11 tiếng. Tất nhiên không tạm bỡ được, nhưng mà bạn cần phải hiểu, chỉ có 11 tiếng thôi. Amen.
hay nói với người lân cận nói rằng đời con người đi qua nhanh lắm. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng 70 năm bạn sống, bạn ảnh hưởng tới 10.000 người. Mỗi người ngồi tại đây, trong vòng 70 năm bạn sống, bạn ảnh hưởng tới 10.000 người xung quanh, cả tốt và cả xấu nữa. Định nghĩa thế nào là lãnh đạo? Lãnh đạo không chỉ là người dẫn đường. Lãnh đạo có sự sâu sắc hơn. Nếu mà chỉ là người dẫn đường thì người đó là hướng dẫn viên du lịch, chứ không phải là người lãnh đạo. Lãnh đạo chỉ có một phần là người hướng dẫn thôi. Nhưng lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng trên người khác. Hitler cũng có khả năng lãnh đạo, nhưng sự ảnh hưởng gây ảnh hưởng to trên cả một dân tộc Đức và cả thế giới lao vào cuộc chiến. Chúa Giêsu có ảnh hưởng tới bao nhiêu cuộc đời những con người. Vì vậy cho nên lãnh đạo định nghĩa là gây ảnh hưởng, thu hút lòng người, biến những kẻ đi theo mình vui lòng làm tốt điều mà trước đó anh ta không muốn làm, chứ không phải bắt ép. Lãnh đạo là phát triển chứ không phải là chỉ khám phá. Có nhiều người họ nói rằng ô tôi không có khả năng lãnh đạo, chỉ có anh kia kìa, anh kia bẩm sinh ra là người lãnh đạo rồi. Tất nhiên có một số người, khi bạn thấy trong đám bọn thiếu niên ngồi nói chuyện, đứa nào mà to tiếng nhất, đứa nào mà câu nói cuối cùng tao muốn như vậy mà cả hội đi theo đó, thì thường con người đó, người đó có khả năng lãnh đạo, nhưng chưa phải là người lãnh đạo tốt nếu con người đó không rèn giũa những tính cách của mình. Thành ra Chúa nói với Phêrô, mặc dù ông đã có một chút lãnh đạo, ông đang hướng dẫn những người làm thuê, đánh cá thuê, nhưng Chúa nói rằng hãy theo ta, hãy theo ta, ta sẽ đào tạo, ta sẽ uốn nắn, ta sẽ tỉa sửa, biến ngươi trở nên tay đánh lưới người, hay là biến ngươi trở nên một người lãnh đạo. Hỡi những người nam tại đây, bạn cần là người lãnh đạo gia đình. Hỡi những người vợ tại đây, bạn là người lãnh đạo gia đình trên con của bạn. Hỡi mỗi một người công dân ngồi tại đây, hỡi mỗi một con cái Chúa tại đây, trong mỗi một lĩnh vực mà Chúa giao cho bạn, bạn phải quản trị, bạn phải lãnh đạo trên đó. Trên bài giảng ngày hôm nay không phải chỉ dành cho tôi, không phải chỉ dành cho người trưởng nhóm tế bào, không phải chỉ dành cho những trưởng ban ngành, mà dành cho mỗi một người ngồi tại đây, vì tương lai hội thánh mấy ngàn người và sự phấn hưng tại Việt Nam. Amen. Cho nên hãy để một vài chục giây nhìn sang người lân cận, nhìn ngắm họ thật chăm chú, không phải chỉ là nhìn thoáng qua. Hãy nhìn và cảm nhận và thấy được rằng con người lãnh đạo tương lai đang ngồi bên cạnh bạn đấy. Ông mục sư Samson giảng vừa rồi tại hội thánh chúng ta, trong khi không giảng cộng với lời tiên tri trong trại phục sinh vừa rồi, ông nói về sự phát triển hội thánh. Và trong khi ông nói như vậy, bỗng nhiên ở trong đầu tôi nhìn thấy một con số, một hàng dài. Con số đó bắt đầu xuất hiện từ số 1, một khoảng tránh xa một chút thêm số 0, tránh xa một chút nữa thêm số 0, tránh xa chút nữa thêm số 0. Tôi nhìn thấy khoảng 6 con số 0 đằng sau. Còn đằng sau nữa không nhìn thấy thêm nữa, hoặc là tôi chưa nhìn thấy thêm. Tôi nhìn thấy 6 số 0, tôi thấy rất là lạ. Tôi có ngồi tôi đánh vào cái iPad của tôi cái số đó cách nhau số 0 và đặt câu hỏi nó là cái gì. Và sự tỏ ra cho tôi số 1, sau đó là 10 người lãnh đạo, sau đó là 100 người lãnh đạo, sau đó là 1.000 người lãnh đạo, sau đó là 10.000 người lãnh đạo, và cứ tiếp tục nhân lên. Không phải là người tin Chúa nha, mà là người lãnh đạo. Mỗi một người lãnh đạo được đào tạo và được thực thi thì họ sẽ kéo theo một đám người đi theo. Đằng sau họ đám người bao nhiêu phụ thuộc vào tiềm năng ở bên trong và khả năng của họ bộc lộ. Thành ra bạn được Chúa cứu để làm người lãnh đạo. Tôi tin không phải tất cả đều là mục sư, tôi tin không phải tất cả đều là sứ đồ, nhưng tôi tin bạn, tất cả
cả đều là người lãnh đạo anh chị em. Đừng có mặc cảm tự ti. Bạn có thể đang được ai lãnh đạo, nhưng không có nghĩa là bạn không lãnh đạo như con người khác. Hãy học như có thể để sau này bạn lãnh đạo người khác như có thể. Hãy hạ mình như có thể. Hãy hỏi như có thể. Hãy húp như có thể, để sau này bạn có cái mà trao lại cho những người khác như có thể. Amen anh chị em. Việt Nam 90 triệu người, đâu có thể phụ thuộc vào một người nào đó mang sự phấn hưng tới. Có một lần người họp nhân sự, tôi cầm một chai nước 1 lít rưỡi và cầm một cái cốc nước chỉ có 100ml thôi. Tôi đố họ: anh chị em, chai nước này có thể đổ đầy vào đây được không? Tất nhiên câu trả lời không. Càng đổ lâu bao nhiêu thì nước tràn ra ngoài bấy nhiêu. Nó chỉ có thể chứa được 100ml thôi. Nhưng mà sau đó tôi bảo tôi có cách. Tôi mới lấy cốc đó, xếp ra một loạt cốc giống hệt như nó, là cốc nhựa đó. Xếp 10 cái giống hệt như nó trên bàn. Cầm chai nước, tôi đổ vào cốc nước của tôi và rót vào một cái đổ đầy, đổ tiếp, rót vào cái thứ hai, đổ tiếp, rót vào cái thứ ba, đổ tiếp, rót vào cái thứ tư. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, qua 10 cái cốc, chai nước đã cạn hoàn toàn. Bạn không thể con kiến nuốt chửng con voi được, nhưng hãy cùng đàn kiến bền bỉ gặm tới phút 89. Bền bỉ gặm tiếp tục đến phút 94, 5 phút bù giờ đó làm lên lịch sử. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên tôi không muốn ở đây chỉ có một con người làm việc, chỉ có một con người lãnh đạo. Tôi ước ao 153 người ngồi tại đây, 153 con người tại đây, bạn được Chúa nhắc lên những người lãnh đạo. Ai đó sẽ làm trong Quốc hội Đức sau này, ai đó sẽ làm tổng giám đốc, ai đó là mục sư của hội thánh chiêu người, ai đó là những người truyền giảng sân vận động còn mạnh hơn cả Nick nữa, ai đó sẽ là những thầy giáo của những trường thánh kinh, ai đó là luật sư, thẩm phán. Tại sao lại không? Tại sao lại không? Hàng trăm những con người tin Chúa Việt Kiều mà kết bạn qua Facebook đối với tôi, họ viết như tin nhắn: mục sư ơi, Âu Châu công việc Chúa như thế nào? Cộng đồng Việt Nam tại Âu Châu ra làm sao? Họ kể với người này người kia đang tranh cử của quận này quận kia. Tôi nói rằng hãy đợi đây, hãy đợi đây, bên đó đã có thế hệ thứ tư rồi, còn chúng tôi mới đang thế hệ thứ hai. Bạn ơi, người Việt tại Âu Châu này mới là thế hệ thứ hai, chúng tôi chưa có thế hệ thứ ba. Hãy chuẩn bị, thế hệ thứ ba sẽ làm những công việc lớn. Amen. Anh vỗ tay cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tôi và bạn cùng nhau thay đổi. 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 Lãnh đạo là lãnh đạn. Nếu không sẵn sàng lãnh đạn, không người nào có thể lãnh đạo được. Người lãnh đạo là người nhiều sẹo. Người lãnh đạo là người mà thiện chiến Chúa đó cho người đó. Bởi vậy cho nên bạn ơi, đừng có ngây thơ. Chúng ta nhiều khi ngây thơ. Cuộc thập tự chinh mà định đẩy đạo Hồi ra khỏi Âu Châu và vùng Trung Cận Đông, ông bá tước đó đã giơ lên ngọn cờ tại Âu Châu này cùng nhau đánh Hồi giáo. Nhưng đoàn quân ô tạp 20,000 người đó có nhiều thiếu niên quá, hăng máu quá mà ngây thơ. Họ mang bút, họ mang gậy đi đánh nhau với quân Hồi giáo thiện chiến. Đợt đó một trận chiến tắm máu kinh hoàng. Trận chiến mà tôi và bạn đang đối đầu là một trận chiến tàn khốc hơn cả cuộc thập tự chinh đó nữa. Chúng ta không thể ngây thơ được anh chị em. Bởi cho nên Chúa mới để 2 năm cuối đó để đào tạo, huấn luyện những môn đồ của Ngài. Ngài tách khỏi đoàn dân đông, dành nhiều thời gian, 2/3 thời gian cho 12 môn đồ của Ngài. Bởi vậy cho nên anh chị em, bạn vô cùng quan trọng. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời.
Câu Kinh Thánh cuối cùng, sách Ma-thơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20. Lãnh đạo là được phát triển huấn luyện chứ không phải chỉ là khám phá. Kinh Thánh Chúa dạy cho chúng ta một câu chuyện. Một người được cho 1 ta lân, 2 ta lân và 3 và 5 ta lân, mỗi người theo tài. Ba người đó mỗi người nhận theo đúng cái tài của mình. Người thứ nhất làm ra gấp đôi, người thứ hai làm ra gấp đôi, người thứ ba chôn ta lân xuống dưới đất. Sau một thời gian, ông chủ quay về gọi ba người đầy tớ lại để hỏi xem công việc ra làm sao. Thì người thứ nhất nói rằng con làm lợi gấp đôi, người thứ hai mang tới con làm lợi gấp đôi. Chúa khen đầy tớ ngay lành và trung tín. Còn người thứ ba đến nói rằng con đã chôn ta lân xuống. Chúa nói tùy theo tài của mỗi người. Chúa đã huấn luyện ba con người này và Ngài biết khả năng của mỗi người. Cho nên ta trao cho người 1 ta lân để người làm thành 2. Giống y hệt như 2 con người kia vậy. Nhưng vì tài của họ cao hơn người, cho nên đòi hỏi ở trên họ nhiều hơn người. Đừng nghĩ người được 2 ta lân là quyền lợi nhiều hơn người. Họ trách nhiệm nhiều hơn người đó. Anh chị em ơi, hãy hiểu cho đúng. Quyền và trách nhiệm luôn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Cũng một người phạm luật giao thông, nhưng bạn là người dân thường phạm luật khác, với tôi là đại úy cảnh sát giao thông. Bạn phóng xe ô tô đi vượt tốc độ, cảnh sát Đức nói câu hỏi đầu tiên, hỏi anh có biết đường này 50 km/h không? Bạn đang phóng khoảng 120, anh biết đường này 50 km/h không? Bạn bảo biết. Ok, phạt maximum. Còn nếu anh nói rằng tôi không biết. Ok, vì không biết tội nhẹ hơn. Biết mà vẫn cứ làm tội nặng hơn. Mà nếu mà là đại tá cảnh sát giao thông mà phóng đi tù. Mỗi mức độ khác nhau. Amen anh chị em. Bởi cho nên quyền được trao cho lớn người nào thì trách nhiệm cũng tương đương lớn như vậy đó anh chị em. Cho nên Chúa luôn luôn, trước khi trao quyền cho tôi và bạn, Ngài muốn nhấc con người bề trong của tôi và bạn đủ cứng vững để gánh quyền và gánh trách nhiệm lên trên chúng ta. Amen. Ai là người ngồi tại đây biết được sự khác biệt giữa 5.000 euro với 50.000 euro? Giơ tay tôi xem nào. Nha. Tôi đến tôi nói trưởng lão Vượng ơi, tôi buồn quá trưởng lão ạ. Tôi hôm qua bị ăn cắp mất 5 euro. Đêm tôi không ngủ được. Trưởng lão Vượng nói rằng nếu như 5 euro mà mục sư mà mất ngủ, mà mất 5.000 là mục sư cầm dây thừng ra rừng đấy. Chúa muốn nhắc chúng ta bên trong sự cứng cáp trước khi cho số tiền lớn. Mọi người hiểu không? Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ nói chúng ta biết rằng lãnh đạo cần được huấn luyện. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy, không phải những người tin nhá. Đây là phán với môn đồ, những người mà Ngài đã huấn luyện họ trong vòng 3 năm vừa rồi. Phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy câu số 19 là từ vậy, nó giống như là một câu ngắn gọn. Ta bây giờ ban cho các ngươi mọi quyền phép ở trên trời dưới đất đã trao cho ta. Bây giờ ta trao cho các ngươi đó. Bây giờ ta ban hoàn toàn cho các ngươi đó. Vậy hãy dùng cái quyền đó đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Tiếp theo câu 20: và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến ngày tận thế. Qua mấy câu Kinh Thánh này cho tôi biết một điều và bạn biết một điều: lãnh đạo là được Chúa ban cho quyền. Ban cho quyền để lãnh đạo. Bạn không thể bắt một số người nghe bạn nếu như thực sự bạn không có quyền từ trời. Anh chị tại sao ngồi đây mất ngày Chủ Nhật? Tại sao? Không phải chỉ anh chị đến đây nhận được điều gì, mà chỉ đơn giản có một cái quyền ở trong hội thánh mà tôi được quyền phục vụ anh chị em ngày Chủ Nhật. Tôi là ai mà có thể bắt anh chị em để nhà cửa công việc ở ngoài kia tới đây ngồi nếu không phải tôi được quyền phục vụ anh chị em qua bài giảng này? Mọi người hiểu không? Dạ. Có ông chủ soái hay triều phú cũng chả bắt được anh chị em ngồi ở đây để nghe. Không bắt được ông bà Bảy Hạnh từ Gú Biển phóng xe tới đây để làm gì mà tối qua lại ngủ muộn. Mọi người hiểu không?
Chỉ có khi hiểu biết được quyền, thấy ra quyền lãnh đạo được ban cho để bạn lãnh đạo. Thứ hai, lời Chúa dạy chúng ta đây rằng bạn phải được trang bị. Trước khi lãnh đạo, bạn phải được trang bị lãnh đạo. Bạn phải được học trong sự lãnh đạo của người khác. Và điều thứ ba, bạn mới đi lãnh đạo được người khác. Có được học thì mới biết dạy người khác. Và vậy cho nên anh chị em, xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta tại đây. Bài giảng ngày hôm nay tôi muốn khơi động trong lòng anh chị em một đức tin rằng bạn được Chúa ban cho tiềm năng lãnh đạo. Bao nhiêu con người đang đợi bạn để lãnh đạo họ ở đằng sau lưng. Bởi vậy cho nên hãy cùng nhau đứng dậy cầu nguyện cho điều bạn được nghe ngày hôm nay. Gideon đã mặc cảm với cái gì mình đang có, với cái gì mình đã có. Ông ấy nói rằng khi được nghe Chúa phán, giọng sĩ của Đức Giê-hô-va, hãy đứng dậy dùng sức của ngươi vốn có để giải cứu dân sự. Ông nói rằng Chúa ơi, ngài nhầm rồi, ngài không biết con là ai à. Con là người yếu hèn nhất trong gia đình con. Gia đình con nghèo nhất trong chi phái con. Chi phái con là chi phái nhỏ nhất trong đại tộc Israel. Thế mà ngài kêu gọi con. Chúa nói ta không nhầm. Nếu bạn đứng tại đây, bạn phạm nhiều tội, bạn mặc cảm tự ti, bạn đang nợ nần và bệnh tật, bạn đang có nhiều những chuyện buồn mà chưa giải quyết được, bạn nói với Chúa rằng Chúa ơi, thế mà bài giảng ngày hôm nay lời của ngài đã nói rằng con sẽ là người lãnh đạo à? Đúng như vậy đó. Chúa nói với bạn rằng vì con thất bại và nhận biết được mình thất bại, ta sẽ giúp cho con thắng được thất bại, để sau này khi lãnh đạo những người thất bại, con không phán xét họ, con sẽ thông cảm, đồng cảm và dẫn họ ra khỏi sự thất bại mà họ đang nằm. Con đang nợ nần, con đang nhiều nan đề, mới cần tới ta lãnh đạo con, để sau này con lãnh đạo và dẫn dắt những con người nợ nần và có những nan đề đó ra khỏi. Mọi sự ta khiến hiệp lại, coi cho con là kẻ được lựa chọn lãnh đạo những đám người sau này. Tôi nói cho bạn đứng tại đây không phải là chỉ là một lời tiên tri. 5 năm nữa bạn sẽ hiểu được điều bạn nghe ngày hôm nay trong căn phòng này. Chúa lựa chọn bạn để làm người lãnh đạo. Hãy rũ bụi và quăng đá ở trên vai mình, đứng dậy và hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con đây, hãy giúp con không nhìn những gì con đã có và đang có. Hãy mở mắt con để nhìn thấy sự kêu gọi của ngài, kêu gọi con trong tương lai. Gần 100 những mục sư, những người lãnh đạo là những con người lang thang lẩn thẩn tại Moscow 20 năm trước. Bạn hơn những con người đó bây giờ nhiều lắm. Sự kêu gọi không hề thay đổi trên bạn cũng như họ, mà bạn lại có bước khởi đầu tốt hơn họ. Và bạn được ban cho nhiều, hãy tiếp nhận nhiều như có thể để mang lại kết quả nhiều như có thể trong đời sống của bạn. Amen. Nào, tôi muốn để cho bạn ít phút cầu nguyện cho chính bản thân bạn. Hãy nhớ lại cái giây phút gặp gỡ Chúa lần đầu tiên đó. Bạn đã hứa làm cái gì cho ngài? Cái điều bạn hứa đó chính là một lãnh vực mà bạn sẽ lãnh đạo ở lãnh vực đó. Và bạn đã bị thất bại. Sự thất bại đó đã nói cho bạn biết rằng mày không làm nên trò trống gì. Hãy rút lui. Bạn ơi, đây là cơ hội để cho bạn lập lại. Hãy suy xét lại bản thân mình, xem điều gì cần phải tránh và sửa, và cầu nguyện với Chúa hãy giúp con. Hội thánh này ít nhất cần 100 người lãnh đạo, cần 100 những người lãnh đạo hướng dẫn người khác. Cha ơi, con cầu xin trao vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng, sự tỏ ra cho mỗi anh em chúng con tại đây để nhận biết ngài. Hãy soi sáng con mắt của lòng chúng con để biết được sự kêu gọi, qua đó của sự trông cậy, sự kêu gọi truyền giảng tin lành, chăm sóc lãnh đạo những nhóm nhỏ. Hãy mở mắt lòng chúng con thấy được của cải giàu có nơi vinh hiển dành sẵn cho mỗi chúng con. Ngài đang kêu gọi chúng con hãy chung công tô với ngài. Hãy mở mắt lòng chúng con để thấy được quyền năng vô hạn của ngài hành động trong lòng chúng con. Và bởi quyền năng đó đã khiến Giê-xu sống lại từ cõi chết, quyền năng đó đang ở trong chúng con, không hề thay đổi. Chúng con cần phải bung quyền năng đó ra thì nó sẽ thực hiện.
công việc của nó. Chúng con cảm ơn Chúa sự kêu gọi này. 1.000 người, 1 tòa nhà. Chúng con cảm ơn Chúa, tôn cao danh của Ngài. Hãy nhắc lên những con người mục sư đầy ơn, những nhà truyền giáo đầy ơn, những giáo sư đầy ơn, những luật sư thẩm phán, những triệu phú, những dân biểu quốc hội, những con người có ảnh hưởng tới những con người khác, những lãnh đạo toàn tài, những người cha, người mẹ, gương mẫu, những người chồng, người vợ, trung thủy và đầy sự khôn ngoan, những người con hiếu thảo biết vâng lời và chăm chỉ học hành, những sáng tạo, những bằng sáng chế. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hội thánh được phát triển, gia đình được bền vững, quốc gia được bảo tồn và thịnh vượng. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện ân điển của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha qua sự giao thông Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.